Xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh Hoa Tây Bắc TV của hai bọn em nhá. Hôm nay là trên bọn em là ngày rằm là 14 tháng 7. Ai gia đình ai cũng ăn. Đấy, ở trên này là nhà nào ngày hôm nay là cũng mọi công việc là nghỉ hết để hôm nay là chủ nhật à. Ăn rằm đấy các bạn. Hôm nay thì bọn em cũng sẽ tổ chức chúc giống như mọi người thôi. Hôm nay là gia đình bọn em làm nát có thịt một con lợn các bạn, lại bánh chưng là cũng đã nấu sẵn rồi. Thế còn anh em sẽ đi. Giờ các món thì tí nữa em sẽ đi giới thiệu cho các bác xem nhá. Bạn âm nhân làm món tiết canh à? Cái lá gì đây nào? Lá măng mật. Cùng cho món nướng à? Cho món nướng là hợp lý. Là món phỉnh đúng không? Cái lá măng mật này anh em mình sẽ cho vào món nướng nhá. Đây à anh, cái này thì nướng à? Nướng hay là xưa là nó ạ. Hôm nay là con lợn hai hai mấy cân đấy? 24 cân là làm mấy mâm? 24 thế là không ăn năm mâm à? Ăn nhiều đấy nhỉ? Hôm nay sẽ làm người Thái. Hôm nay là người Thái không làm việc đâu đúng không? Biết sao nào các bạn? Xem món này món gì nhỉ? Ôi bánh chưng này quá. Bánh chưng. Cái này là thịt luộc. Sườn nướng đấy các bác. Để tí nữa mấy cái này chín hết là anh em mình sẽ lên mâm và tâm sự cuộc đời thôi. Bạn nhé. Nhé. Ai nhé. Thế là ít nói thế. Ôi, thịt luộc. Này chẳng khác gì là một bữa cố luôn các bạn. Như một ngày Tết. Ok đúng không? 30 phút nữa là đây. Anh dơ lên đây hả? Quá tuyệt vời.
nhà Hoàng Nháp hôm nay ăn dầm rất là đạm bạc luôn các bác ơi. Được con cá chấm 3 cân này này. Ui rồi, nó còn nhảy à? Đấy. Thế một em gà 2 cân nha các bác nhá. Đấy thì Hoàng Nháp sẽ làm mâm cơm để mời các bố với lại anh em sang làm một mâm cơm nha các bác nhá. Đấy, trên này anh em mình là thì hầu như là nhà nào họ cũng tổ chức hết các bác. Đúng là khó mời được khách lắm. Khách thì là khó luôn đúng không? Đấy. Còn bây giờ thì Hoàng Nháp sẽ tiến hành để làm cơm nha các bác nhá. Đấy. Con gà chấm này mới đi bắt à? Đón đất đang nhảy ầm ầm này. Ngon nhỉ. Gà thì còn chưa cắt tết mọi người ạ. Tí nữa tôi mới sang giao lưu nhá. Ok. Gọi mấy cô giáo sang nhá. Và hôm nay là trở nên nhộn nhịp hơn các bạn. Chi lại nhiều món. Và nhiều tiết canh. Anh Lưu thử miếng thế nào? Trời hôm nay râm hay là nó phải bị mưa nhỉ? Ngon này không? Ngon lắm. Nó giảm mùi râm. Trời ơi nó giảm. Anh Nam à, đây anh làm cả cục kia đi. Review luôn. Em mời tất cả mọi người nhá. Ui, sao đấy? Em béo ngậy ngậy luôn à? Ươm chân rằng các bạn. Làm nốt làm hết đấy anh. Tại phía bên này là ủa, hôm nay có làm cả món rồi luôn các bạn. Quá tuyệt vời. Cả phèo nữa. Nào cho em một miếng phèo đi. Đấy. Đấy. Em mời các bác nhá. Miếng phèo ấy. Mời các bác nhá. Muốn nói không? Món gì đây? Mật à? Gà này. Mật. Để lại cho rượu à? Pha rượu uống rồi. Em nghĩ tí nó là xịt một pha. Làm một pha như chú anh luôn. Đúng rồi. Có dám làm không? Quả này khô quá. Nên là phải xin phép chú anh ấy. Xịt. Đấy, thịt lợn trên này à? Anh em mình béo như này nhưng mà mỡ nó ngậy lắm các bác nhá. Thịt lợn trên đã tàn. Anh thử làm miếng nào. Ăn là thế lọ nào vậy? Em mâm cố thì anh em sẽ đặt ở phía bên ngoài hiên nhà được các bác. Hôm nay là bọn em làm 4 mâm. Khách mời tí nữa là khách mời mới lên các bác. Ui, em hai tảng thịt nướng của bọn em rồi các bác. Bạn nhiều luôn các bạn, bạn quay phía bên trong. Ngon, chín lên nhỉ? Chín rồi. Đấy, hai đi. Tí nữa là lên mâm luôn. Bán em mét lòng hả anh? Bán ơi, bán cho em mét lòng. Lòng hàng sải. Đây là rồi đấy các bạn. Hàng rồi đấy. Cô mua bắp cho đi, chia nhau ăn đi, quả khuya đó đi. Ngày đại. Hôm nay hơi vơi khách nhỉ. Hôm nay hầu như nhà nào cũng tổ chức. Khách hơi ít. Mọi người lên mâm đấy. Anh ăn. Em liền khách đi. Em phải
Em mời các bác ăn theo bọn em nhé. Sao được lên TV rồi nhé. Chú ảnh. Giới thiệu với các bác hôm nay là bọn em gồm có một món là thịt luộc đúng không? Còn đây là món lòng rồi, còn canh, thịt nướng, thịt canh. Cái món gì bạn ấy? Món này nhiều màu đấy. Rượu chú anh. Rượu chú anh. Rượu văn mật đúng không? À, hạt tội. Đấy, cái này chơi luôn à? Mấy các bác nhá. Ngon đấy nhỉ? Ngon. Có rượu đấy. Mâm này là mâm đàn bà phụ nữ đấy các bạn. Đấy. Mâm này thì uống bia các bạn. Ấy cứ làm kiểu gì thì làm cứ mâm này hết là một két này là được rồi. Đấy. Các chị mà bảo là sợ không đủ đấy các bạn. Két không đủ đâu. Không đủ à? 5 lon. Không đủ thì nữa mua tiếp. Bọn em mời các bác ăn dầm của bọn em nhé. Bọn em là cứ hàng năm là tổ chức như này các bạn. Đi lấy ông đi chơi cùng các bác nhá. Lấy điện thoại nhá. Em sẽ ăn thử cái món là món lợn nướng trên này bạn nhé. Của các bác nhá. Ngon các bác. Nấu thơm mùi lá măng mật. Cái ngọt của cái thịt lợn thả đồi này rất là tuyệt vời các bác. Em nói chuyện các bác, trên người em có cái hay là lợn là nếu mà có cái chất tăng trọng anh em không ạ, ăn thịt canh. Lợn là thả đồ là em mình nóng quá các bạn, bây giờ quần quần các bạn. Các bạn ơi, rượu này rất ngọt. Đáng quá. Bạn uống rượu này đi. Đây, tí nữa là hết chương trình ăn uống là anh em mình sẽ nhảy múa đấy các bạn. Chạy kia bé quá, mình chơi bằng cái này. Anh em mình lên chén thứ hai nhỉ. Ba anh em mình uống mầm các bạn. Hôm nay bằng sách quạt đen, phong này. Đúng rồi. Đó. Mấy quả. Đây ngon ơi, mâm này đi. Em mâm này là mâm của các cụ là ăn cơm đấy các bạn, không uống rượu đâu. Mâm phải già đấy. Cơm mới khỏe chứ. Ấy giới thiệu với các bác và mọi người nhá. Đây là ông cụ của nhà mình đấy các bạn. Xin chào nhé. Ông cụ là 80 cân rồi các bạn. Người quá là to đấy. Dằm trên mẹ em là cái không thể thiếu được là cái như bánh chưng các bạn. Đấy. Phải có bánh chưng mới gọi là dằm. Đây, bây giờ là bọn em uống phê hết rồi các bạn. Giờ lúc đầu là dùng chén này để uống các bạn. Đấy, nhưng mà giờ say rồi, anh em mình thay đổi chiến thuật các bạn. Mời các bác nhá. Mời các bác nhá. Đấy. 2 3 Joe. Mời mọi người nhá.
tháng này ăn rằm tháng bảy thì đi mà làm đấy nhá. Rượu đó thế. Man lắm. 2 3 vô. Ôi. Sắp đôn rồi các bạn. Nào Nam Nát à, chủ trì bên kia nào. Ê, Nam Nát ơi là em giờ cũng say các bạn. Giờ bọn em sẽ lên nhà Hoàng Nháp để giao lưu 1-2 chén các bạn nhá. Lên thăm Hoàng Nháp. Hôm nay rằm thì cũng vui như tiết đúng mọi người. Lên đi, lên đi. Xem Hoàng Nháp giờ đã say chưa các bạn. Từ nhà em sang nhà Hoàng Nhát thì cũng là 300m thôi các bạn. Phê chưa? Đấy, Hoàng Nhát mâm còn này các bác ơi. Chào các bạn nha. À, còn mấy hạt lạc các bác ạ. Này, này ngồi đây anh em ơi. Còn lại là phê hết rồi đúng không? Còn lại là phê hết rồi. Đó, đôi cổ cánh đi các bác. Đó, đôi cổ cánh còn nguyên. Mày này lắm. Già lắm. Có tuổi ra già anh còn cười. Bên dưới giảm chưa? Chưa. Thanh chủ mà. Thế người đẹp rồi hết rồi. Vẫn đang ngồi đây. Thế tí có khi tới sang thì chẳng hạn. Hai cái bia rồi á. Thế là chất bia rồi. Chị em thôi, chị em thôi. Đấy. Thế là chất bia rồi đấy. Phải cái này nó mới chất lượng này. Này. Ở đây. Hoàng Nhâm hôm nay là hết bao nhiêu ca đấy rồi? Ít thôi, 3. 3, ôi 3 là cũng phê đấy nhỉ. Cũng bình thường thôi. Đấy con này đi. Hôm nay ăn tiết mà. Đấy.